Pháp thoại năm 2005. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Hôm nay là cái buổi học thứ hai. Thì thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho mấy con về cái tư duy, cái phương pháp tư duy nhân quả, làm sao mà mình tư duy đúng. Để không khéo đó thì mình tư duy nó sai. Mặc dù mình cũng nói nhân quả, nhưng mà cái nhân quả mà mấy con biết ở trong cái bài mà luận vừa rồi, thầy thấy nhiều khi mấy con lộn xộn quá. Thầy chưa nói nhân quả của thân con người thì mấy con đã nói nhân quả thân con người. Thầy nói rõ ràng là nhân quả thảo mộc. Cái mục đích thầy muốn lợi cho mấy con thấy đó là cái nhân quả là một sự thật. Nghĩa là vào đầu thì nghe nói hai chữ nhân quả thì nó mông lung nó nhiều lắm. Nhân quả của vũ trụ, rồi nhân quả của cây cỏ, rồi nhân quả của thời tiết, rồi nhân quả của con người. Cho nên nhân quả nó chi phối toàn bộ cuộc sống ở trên hành tinh này. Vì vậy mà chúng ta đi vào nhân quả thì cái gì cụ thể nhất để mà chúng ta nói rõ ra nhân quả. Ở đầu tiên bước vào thì chúng ta nên giới thiệu hai chữ nhân quả, giải thích cho người ta hiểu cái nghĩa của nhân quả. Có nhiều khi một cái người tôn giáo khác họ không phải ở trong đạo Phật, họ đọc cái bài chúng ta không biết là nhân là cái gì mà quả là cái gì mà cũng chưa hiểu cái gì. Đó là danh từ của Hán Việt. Cho nên chúng ta muốn bước đầu vào thì chúng ta giải thích hai cái từ này ra. Chữ nhân là cái gì mà quả là cái gì, rồi nó có nghĩa bóng và nghĩa đen của nó, chứ nó không phải là nó không có. Là do đó chúng ta giải thích nó ra để rồi chúng ta đưa dần đi vào cái sự thật để cho người ta nhận ra cụ thể rõ ràng. Nhân quả rất khoa học chứ không phải có cái sự mơ hồ trừu tượng. Chúng ta muốn nói nhân quả là phải nói một sự thật, bởi vì đạo Phật là chân lý, là sự thật. Cho nên muốn nói một cái gì cũng đều là nói một cái sự thật, không được nói mơ hồ. Mà nói cái chuyện mơ hồ là không phải của đạo Phật. Chúng ta thấy rõ ràng là cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật dạy cho năm nghe tiểu tình như, cái lời dạy đầu tiên của cuộc đời Đức Phật khi mà tu chứng thì ngài dạy bốn chân lý, tức là bốn sự thật. Và từ đó về sau tất cả những bài pháp của Phật đều là sự thật, nói sự thật, dù là pháp tu pháp hành đều là sự thật chứ không có cái sự mơ hồ. Chúng ta thấy rõ đạo Phật là đạo như thật chứ không có nói một cái gì trừu tượng ảo tưởng. Cho nên cái nhân quả của đạo Phật cũng phải là nói như thật. Cho nên buộc lòng thầy tại sao phải không đưa cái luận nhân quả, cái tư duy nhân quả của cái bản thân của con người trước. Bởi vì cái hành động của chúng ta, nói một lời nói, nghĩ một sự suy tư, hoặc là thân chúng ta làm một điều gì thì nó có trừu tượng. Nói nhân quả, người ta thấy như thầy đưa tay đánh trên đầu người khác một cái nó là nhân, thì người ta khó tưởng. Nhưng mà nói cái nhân là một cái hạt thì sinh ra một lượng để lên một cái cây, từ cái cây ra quả trái, thì chúng ta rõ ràng người nào cũng nhận ra được cái hạt và cái trái thôi. Cho nên chúng ta ví dụ như đèo đầu tiên chúng ta giải thích những từ gì, rồi chúng ta đi tới cuối cùng thì để mà cái bài luận này nó sẽ cô đọng gọn ngắn, nó không nói mênh mông. Để lần lượt chúng ta mới nói tới dần tới một cái nhân quả cái hành động thiện ác của chúng ta. Cái nhân là cái hành động của chúng ta, thiện hay là ác. Rồi từ đó đó chúng ta mới giải thích cái hành động ác thì nó mang đến cái sự khổ như thế nào. Nếu như bây giờ chúng ta chửi một người khác thì cái người mà bị chửi đó họ sẽ tức giận, họ khổ đau. Vì vậy mà họ phản ứng trở lại, họ chửi mắng lại chúng ta, hoặc là họ đánh lại chúng ta. Khi mà chúng ta bị chửi mắng, bị đánh lại thì cái quả bị chửi mắng đó là cái quả đau khổ.
mà chúng ta nói về cái nhân quả con người thì nó phải như vậy. Bởi vì đường đi của nhân quả của con người là thân khẩu ý, cái hành động của thân, cái hành động của miệng, cái hành động của ý. Còn cái đường đi của nhân quả của thảo mộc thì cái sự thương, sự chăm sóc, cái sự bón phân, cái sự nhổ cỏ thì cái hạt giống nó mới lên được, nó mới có, nó mới thành cây, nó mới ra quả do cái sự chăm sóc của chúng ta. Còn nếu không chăm sóc thì nhiều khi cái có cái hạt nhưng nó lại bị không đủ nước, không đủ ẩm, không đủ không khí thì nó lại thối đi, nó không có thành. Nhưng cái mục đích chúng ta muốn nói nhân quả thảo mộc là chúng ta muốn nói cái để làm gì, để xác định cho chúng ta biết, chúng ta biết là một hành động làm không có nghĩa là một hành động làm mà chúng ta thọ có một sự đau khổ, mà có rất nhiều sự đau khổ. Ví dụ như một lời nói ác ngay trước mắt chúng ta thấy đau khổ, từ trường đó vẫn nằm yên đó để sau này chúng ta trả bao nhiêu điều ác không. Cho nên thường thầy nhắc những con, một mình chúng ta làm điều ác, nhưng mà sau khi thân chúng ta chết thì nó sanh ra nhiều người chịu họ khổ và nhiều loài vật để chịu họ khổ. Chúng ta cứ nhìn thấy tại sao muốn chứng minh điều này để cụ thể. Bây giờ làm sao con có đôi mắt tham minh mà thấy được một người chết mà sanh ra nhiều người, thấy một người chết mà sanh ra được nhiều, sanh ra muôn con vật, loài vật, những con làm sao thấy được đôi mắt. Với phàm phu chúng ta làm sao thấy được nhân quả này. Nhưng chúng ta nhìn qua cây xoài, cây mít, một cái hạt lên một cái cây, nó không phải ra có một trái mà rất nhiều trái, có phải không? Nhân quả mà, nhân thì nó ra quả. Là gì? Một nó lên cây xài nó phải cho một cái quả thôi, đằng này nó không cho một quả. Thì chúng ta nhìn cái trái mít, có cái hột mít, chúng ta ươm, chúng ta trồng lên cái trái mít, lên thành cây mít. Cái mít nó đâu có cho một quả, phải không? Mà nó cho nhiều quả, và mỗi quả nó bao nhiêu cái hạt nhân ở trong đó. Chúng ta thấy ghê gớm. Nhìn qua cái nhân quả của thảo mộc mà xét lại cái nhân quả của con người, chúng ta mới biết mình. Một hành động làm ác nó đâu có nghĩa là chúng ta sanh ra làm một người hoặc là một con vật, mà từ khi mà chúng ta sanh có mặt ở trên hành tinh này, có mặt trên hành tinh này, bắt đầu một kiếp này chúng ta không nói nhiều kiếp. Từ khi chúng ta sinh ra, rồi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta làm những cái điều ác, cộng lại bây giờ chúng ta biết Phật pháp, chúng ta biết bao nhiêu điều chúng ta đã làm trong một đời này thôi. Còn những đời khác nữa chúng ta không nói gì, bây giờ chúng ta không thể thấy qua những cái đời khác, đời quá khứ được, mà chỉ trong một đời. Từ khi chúng ta được cha mẹ sinh ra, rồi lớn lên, chúng ta làm những điều ác, tính lại thì chúng ta có biết bao nhiêu điều làm ác, mà mỗi hành động làm ác nó thành ra một cái từ trường, để rồi nó trở thành một cái nghiệp. Cái nghiệp đó đi tái sanh, cho nên nó sanh rất là nhiều, nhiều loài vật mà nhiều con. Một con người chúng ta khổ, chúng ta muốn làm sao cho mình hết khổ, chúng ta chưa thỏa cái sự khổ đó sao mà chúng ta lại muốn sanh nhiều người khổ. Chúng ta có thích bao nhiêu người khổ không? Nếu thích bao nhiêu người khổ thì chúng ta một mình chúng ta sinh ra nhiều người khổ, như vậy chúng ta có vui không? Vui. Như vậy các con thấy rằng học nhân quả, suy dưỡng nhân quả, thấu suốt nhân quả, thấy như thật, để cuộc đời chúng ta biết con đường để thoát ra khỏi nhân quả. Vì chúng ta sinh ra từ trong nhân quả mà sinh ra, sống trong nhân quả, chết về nhân quả, rồi tiếp tục sanh từ nhân quả. Đức Phật nói con người thừa từ nhân quả, chúng ta từ nhân quả sinh ra. Vì vậy mà làm sao chấm dứt cái quy luật này, chấm dứt sự từ nhân quả sinh ra, chỉ duy nhất trong cuộc đời chúng ta, chỉ duy nhất có đạo Phật mới có con đường thoát ra khỏi nhân quả.
Mà nếu chúng ta tu hành theo đạo Phật mà không hiểu nhân quả, hiểu một cách cạn cờ, hiểu một cách lơ mơ, thì chúng ta chưa như thật. Và chưa như thật thì chúng ta vẫn còn thấy thương tiếc, vẫn còn thấy yêu thích đời sống, vẫn còn thấy đời đẹp đẽ, như phải thật sự, chưa thấy đời thật khổ, chỉ thấy hơi hơi. Cho nên khi mà làm cái bài luận này và còn phải thấm nhuần những cái lý nhân quả rất là sâu sắc, đời chúng ta khổ, hiện giờ có một mình, nhưng chúng ta chết đi, bao nhiêu người sẽ thay thế cái khổ của một người để rồi nhiều người khổ. Và tiếp tục những chúng sanh mà chúng ta đã làm ác thì chúng ta từ cái nghiệp chúng ta lại sanh ra bao nhiêu loài vật để mà chịu khổ. Khi chúng ta cầm dao cắt cổ con người, khi chúng ta cầm dao đập đầu con cá, rồi làm thực phẩm ăn, những điều này chúng ta không trốn chạy được nhân quả, hành động đó không bao giờ được. Chỉ duy nhất chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chuyển hóa tất cả những nghiệp đó thì mới hết. Ngoài tứ niệm xứ chúng ta không làm sao vượt qua được quy luật của nhân quả. Cho nên trên phương pháp tu tập của đạo Phật mà Đức Phật dạy tứ niệm xứ chỉ có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm là chúng ta xác định được thời gian của chúng ta tu. Cho nên phải nói rằng tứ niệm xứ là phương pháp duy nhất giúp chúng ta ra khỏi quy luật của nhân quả, không còn nhân quả quy trốn chúng ta. Như vậy hôm nay chúng ta muốn tu đạt được tứ niệm xứ thì không gì hơn là chúng ta phải tu định vô lậu. Mà tu định vô lậu tức là triển khai tri kiến của chúng ta, nhưng triển khai như thế nào đúng, triển khai như thế nào như thật, triển khai như thế nào để thấm nhuần được lý nhân quả mà làm cho chúng ta thấy rõ như thật, để chúng ta cố gắng dù trong một phút một giây, dù trong một ngày một tháng một năm, chúng ta phải cố gắng hết mình để mà thực hiện vượt qua khỏi quy luật của nhân quả. Bởi vì chúng ta đang bị trói buộc, đang bị sai sử của nhân quả. Chúng ta là một người nô lệ cho nhân quả. Nhân quả muốn gì chúng ta cứ làm. Muốn ngủ chúng ta ngủ, muốn ăn chúng ta ăn, muốn chơi chúng ta chơi, muốn nói chuyện chúng ta nói chuyện. Đó là nhân quả sai chúng ta, chứ chúng ta chưa làm chủ được nhân quả. Và vì vậy đạo Phật dạy ngăn ác diệt ác, sanh thiện sanh chúng, tức là không làm theo nhân quả nữa, mà hãy làm theo phương pháp của Phật dạy. Tức là tại khi mà nhân quả đến, chúng ta đánh. Muốn buồn ngủ không được, giờ này không được ngủ. Đó là chúng ta làm ngược lại với nhân quả. Nhân quả không sai, chúng ta được, thì chúng ta đã thoát ra. Chỉ có pháp Phật mới có phương pháp để giúp chúng ta được. Thì đầu tiên chúng ta phải thâm sâu cái lý nhân quả. Cho nên đầu tiên chúng ta phải nhìn thấy nhân quả thảo mộc. Bởi vì trên hành tinh này, vật mà sanh ra có sự sống trước tiên đó là thảo mộc, nó là đàn anh của chúng ta. Rồi sau đó nó mới sự tiếp tục sanh ra kế tiếp, đó là mới loài động vật. Rồi lần lượt mới loài động vật cao cấp như con người. Cho nên khi mà con người sanh ra là phải đủ cái thực phẩm, phải đủ cái chất để cho nó ăn, nó sống, nó mới sinh ra. Chứ còn nếu mà không có đủ chất thì chắc chắn là con người sinh ra làm sao có sự sống. Cho nên sự sống rất là đau khổ. Sự sống của chúng ta rất đau khổ. Sự sống của loài vật rất là đau khổ. Tại sao? Chúng ta sống, chúng ta phải diệt cái sự sống khác để chúng ta sống. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta tránh ăn thịt động vật mà vẫn còn ăn thịt sự sống của loài thảo mộc. Bởi vì thảo mộc có sự sống mà môi trường sống là nó như vậy, nó là quy luật của nhân quả, cho nên nó rất ác, nó không có thiện. Một vật này muốn duy trì sự sống thì phải hại vật khác mà sống. Cho nên chúng ta phải hoàn toàn ra khỏi cái môi trường ác này, không thể. Bây giờ quý vị thấy như vậy, quý vị tự tử, quý vị chết thì quý vị cũng vẫn bị ở trong quy luật của nhân quả tiếp tục tái sanh. Quý vị làm sao? Trừ ra quý vị phải có đủ đạo lực. Đạo lực như thế nào? Tứ thành tốt,
bốn cái lực như thần thì quý vị mới ra khỏi nó, còn không có đạo lực thì quý vị làm sao ra khỏi? Thầy không nói thần không, mà thầy nói phải có một cái lực vô hình như thế nào mới làm chủ được nhân quả. Bây giờ ví dụ chẳng hạn bây giờ cái thân này đau, quý vị muốn cho nó hết đau, quý vị không có lực thì quý vị làm sao mà đẩy lui, thì chỉ còn có đi bệnh viện uống thuốc mà thôi. Đó là phải có lực, còn nếu không có lực thì làm sao? Dục như ý túc, muốn nó không đau là phải không đau. Như vậy là cái tứ thần túc thì có dục như ý túc, như ý mình muốn mà. Rồi bây giờ muốn chết mà nó không chịu chết thì mình làm sao? Vậy mà người ta có dục như ý túc, người ta bảo hơi thở tỉnh chỉ ngưng là phải ngưng. Mà hơi thở ngưng, chúng ta lại ở trong một cái trạng thái rất là an lạc, hạnh phúc vô cùng. Đó là trạng thái tứ thiền tiên. Như vậy là chúng ta phải có định, có định ý túc. Định ý túc tức là cái thần lực của nhập các định. Vậy mà những người tu thiền định chưa có tứ thần túc, chưa có định ý túc mà tại sao lại nhập định được? Mấy người chỉ gạt người ta thôi, mấy người dối ai được, có phải không? Cho nên muốn nhập các định thì phải có định ý túc. Muốn có tệ tâm minh thì phải có tệ như ý túc, chứ không hoàn toàn. Nếu mà muốn biết nhiều đời nhiều kiếp, muốn nhìn quan sát không gian vũ trụ mà không có tệ như ý túc thì không thể thấy được. Cho nên ở đây sự tu tập của chúng ta là chúng ta ra khỏi nhân quả. Mà bài đầu tiên mà thầy cho mấy con tu học quán xét đó là nhân quả. Bởi vì chúng ta là con người đang ở trong cái lưới của nhân quả, đang bị nhân quả sai khiến từng phút từng giây, từ cái ăn cái sống cho đến cái ham muốn vui chơi, cho đến những cái khổ đau đều bị nhân quả sai sự nhân quả chuyển làm cho chúng ta mất tự chủ. Cho nên ở đây phải thấy, thầy thấy một con người chúng ta cần phải ra khỏi quy luật của nhân quả, không được để nhân quả chi phối. Có nghĩa là chúng ta phải làm chủ nhân quả. Nghĩa là bây giờ thân thầy đau mà thầy đuổi nó ra khỏi thì nhân quả có làm gì thầy được đâu. Nó không sai thầy đau được đâu. Thì cái dễ nhất mà chúng ta thấy chúng ta làm chủ, giờ này nó đói bụng nó muốn ăn nhất định là không ăn, thì nó làm gì thầy được? Không, thầy làm chủ nhân quả đó. Như vậy là thầy ra khỏi quy luật của nhân quả chứ gì. Giờ này nó buồn ngủ, thầy không ngủ thì đi kinh hành, thầy đấm thân hoài nó không ngủ được. Tức là thầy làm chủ nó chứ sao. Cách thức tự, cách thức tu tập cụ thể rõ ràng. Và đồng thời thầy còn triển khai cái tri kiến hiểu biết, biết rõ ràng thầy đang bị nô lệ cho nhân quả, thầy đang bị nhân quả trói buộc. Cho nên từ đó về sau, tức là thầy có một cái nhiệt tâm quyết định là phải giải phóng mình ra khỏi quy luật của nhân quả, phải làm chủ, không thể để nhân quả sai chúng ta như thế này được. Còn mấy con thấy, mấy con cứ muốn buồn ngủ cứ đi ngủ, như vậy là mấy con bị nhân quả xỏ mũi, muốn gì nó dắt đi. Giờ này chưa phải là giờ ăn mà giờ nó đói bụng rồi, đi coi để coi có ly nước có gì không uống chút cái để con mệt. Đó là mấy, đó là các gì đã bị nhân quả xỏ mũi, đã bị nhân quả sai xuống. Những cái điều này quá dễ rồi mà không làm được thì thử hỏi, trong khi bệnh đau cho cơ thể chúng ta, chúng ta làm gì cho nó hết bây giờ? Cái chuyện dễ mà chúng ta ngăn chặn không được thì cái chuyện lớn làm sao ngăn chặn được? Thì trong khi cái cơ thể của quý vị mà bị bệnh đau nhức khổ sở, thì quý vị biết rằng nhân quả là một cái phương, nhân quả là một cái mạng lưới rào dạo trói buộc. Xem cái điện thoại mở là được chưa? Xem cái điện thoại không nghe được chưa? Bởi vì chúng ta biết rằng cái nhân quả coi dễ nhưng nó không phải dễ, cho nên cần phải thông suốt. Hôm nay thầy nhắc cho mấy con thấy từng cái bài học mà mấy con ghi chép, buộc lòng mấy con phải tư duy suy nghĩ.
Nhưng thầy biết rằng mấy con sẽ biết nó lộn xộn, cũng nhân quả, nhưng nó chưa đúng. Để rồi thầy sẽ góp ý và hướng dẫn mấy con như lúc nãy giờ, để cho mấy con quán nhân quả từng bước một, đi từng nhân quả thảo mộc, rồi dần lần lượt mấy con sẽ tiến tới nhân quả bản thân của mấy con, để thấy được những cái hành động nhân quả mà chúng ta đang bị sự chi phối sai sự của nhân quả. Làm sao chúng ta nói nhân quả mà người ta thấy như thật, chứ không được nói tuột được. Đó là hiểu được nhân quả. Như hồi nãy thầy đã nói, đạo Phật là đạo như thật. Bài pháp đầu tiên của Phật là nói sự thật, bốn chân lý, bốn sự thật. Cho nên các con thấy ngày hôm nay mà các con ngồi lại đây tu, ngồi lại tu ở cái lớp này, thì các con thấy đó là cái chương trình giáo dục đào tạo, nó là cái sự thật. Cho nên đạo đế là một cái chân lý sự thật, chứ không phải ngồi gõ mõ tụng kinh mơ hồ trù tượng, chứ không phải cầu khẩn, mà chứ không phải ngồi thiền một cách lơ mơ, mà đây là những cái sự thật rèn luyện đào tạo một con người để thông suốt được cái lý nhân quả, để thấy rõ rằng chúng ta là những tên nô lệ cho nhân quả, là những con người đang làm tay sai cho nhân quả. Để chúng ta biết, chúng ta xấu hổ một con người như thế này mà bị người khác sai mà không biết, con nghĩ chưa? Cho nên nếu mà đất nước chúng ta bị giặc xâm chiếm cai trị, muốn giết dân tộc chúng ta lúc nào cũng giết, nhưng mà không hiểu, giặc thì nói rằng nó đem lại hạnh phúc, nó đem lại sự an ổn, đem lại sự văn minh cho dân tộc chúng ta. Chúng ta bị chúng ru, cũng như nhân quả ru chúng ta trong dục lạc. Chúng ta tưởng hạnh phúc lắm, để rồi chúng sai chúng ta tất cả mọi sự việc. Chúng ta có thấy giặc nhân quả không? Đứng trong một đất nước mà đã bị cai trị, bị giặc cai trị, chúng ta mới thấy cái nỗi đau khổ của dân tộc đó. Những người mà đứng lên để đuổi giặc ra khỏi đất nước, đem lại sự độc lập cho dân tộc đó, là phải biết bao nhiêu hoài bút họ viết để mà họ nói lên sự đàn áp, sự tra đạp của một dân tộc khác đối với đất nước chúng ta không? Thì hôm nay thầy nói cho các con biết nhân quả là mặt trận đối tượng giặc cướp nước của chúng ta, làm chúng ta không còn làm chủ sự sống chết của chúng ta. Đó là giặc nhân. Như vậy các con đã hiểu được đối phương của mình là ai. Mà từ lâu mấy con không ngờ, để rồi trôi lăn trong sự sai khiến của nhân quả mãi mãi đời này. Đời có gì, nó dụ chúng ta, cho chúng ta vui chơi để chúng ta tưởng đó là hạnh phúc không? Chúng ta chỉ là những người nô lệ, những người tay sai cho nhân quả. Chúng bắt chúng ta đau là chúng ta đau, chúng bắt chúng ta chết là chúng ta chết, không nói, không muốn sống thêm một ngày nó cũng không cho. Nó đốt chúng ta nóng như lửa, chúng ta chịu. Các con có thấy một cơn sốt chưa? Đó là nhân quả đốt chúng ta, ném chúng ta vào đống than, ném chúng ta vào đống lửa. Nó đốt chúng ta nhiều, nó làm chúng ta đau khổ lăn lộn cái giường bệnh. Các con, nó bắt chúng ta nằm tại chỗ, chúng ta nằm tại chỗ không cột cửa được. Các con thấy những người bán thân chưa? Chắc gì mấy con ngày mai tránh khỏi sao? Bây giờ ngồi đây nghe thầy nói ngày mai nhân quả bắt mấy con nằm trên giường bệnh, mấy con có biết không? Giặc nó trói nó bỏ tù mấy con, cách nào thì mấy con cũng chịu đó mà thôi. Hôm nay mấy con rõ được nhân quả chưa? Từ đây về sau, giờ giấc nghiêm chỉnh, thời khóa nghiêm chỉnh, giữ hạnh độc cư, phòng hộ mắt tai mũi miệng, vì nhân quả theo mắt tai mũi miệng các con mà giàu. Nó cai trị đất nước của các con, nó sai sử các con bằng mắt tai mũi miệng. Cho nên mấy con không giữ độc cư thì đương nhiên là mấy con để cho giặc xâm chiếm vào căn cứ của mấy con.
Cho nên thầy đã từng nói bí quyết thành công của thiền định là độc cư. Nhưng ở đây thầy thấy con nói chuyện nhiều quá. Nếu con đã mở ba cái cửa cho giặc nhân quả đi vào thì làm sao thắng được? Mười năm thầy đóng thất, sống không hề một lời nói, chịu đựng cam khổ trong sự tu hành của mình, cô đơn một bóng một hình. Thầy nói độc cư, độc bộ, độc hành, chỉ cúc mình, không có một người nào lái giải, muốn vui cũng không được, phải âm thầm lặng lẽ chiến đấu với nhân quả. Cho nên bây giờ mấy con khép vào cửa thất, mấy con đừng nói chuyện nhau thì mấy con mới thấy được, mới thấy được là nhân quả. Nó đến mấy con tấn công mấy con mãi, nó sai mấy con, nó đánh đủ mặt, dùng vũ khí tối ưu, dùng tâm lý tối ưu để làm cho tâm chúng ta chuyển. Cho nên có nhiều người được nghe thầy mà không nỗ lực tu, còn tha thiết vô chuyển đời, tức là bị nhân quả. Đời còn có gì? Đức Phật giảng đã chẳng không xác định các pháp gì vô thường, có pháp nào thường đâu. Vậy mà chúng ta dính mắc làm gì? Rồi ngày nào các con quán nhân quả, rồi các con sẽ quán các pháp vô thường. Ở trong những cái bài luận về nhân quả, mấy con hay lẫn lộn nhân quả dưới các pháp vô thường. Cho nên chúng ta nhân quả là nhân quả, còn vô thường là vô thường. Vì thế mà khi chúng ta suy tư chín chắn, viết cho đúng thì mới là thấm nhuần được lý nhân quả, không lẫn lộn. Các con quán nhân quả để thấy được cái tên giặc, quán vô thường để thấy được tất cả những gì mà mình bị cám dỗ đều không thật. Cho nên do đó để chúng ta không dính mắc, không bị cám dỗ của nhân quả. Sự tu tập nó không khó mấy con, chịu khó tư duy suy nghĩ, triển khai tri kiến hiểu biết. Do sự hiểu biết cho nên tâm khởi ham muốn điều gì, ngăn chặn ngay được, đó là chấm dứt nhân quả. Chúng ta không chơi với nhân quả, chúng ta chiến đấu bất bạo động. Nghĩa là nhân quả đến với chúng ta chỉ im lặng như thắng, không hề dao động tâm là được, không làm theo nhân quả là được. Có gì không có gì. Các con nghe đất nước Ấn Độ, Thánh Gandhi bất bạo động đối với đế quốc Anh trong nước bây giờ, ngài đã thành công đất nước của ngài. Trong cuộc chiến đấu đối với nhân quả, bất bạo động rất là hay. Tại sao thầy muốn nói bất bạo động? Nghĩa là mấy con luôn luôn ôm pháp, mấy con nỗ lực, mấy con tập luyện, đó là mấy con bạo động. Và mấy con sẽ chết. Còn bất bạo động, mấy con không làm, sai không làm, muốn cái gì không được, có gì. Nghĩa là thầy nói như thế này, thường thường mấy con cố gắng, mấy con tập tu, đem hết sức lực của mình tu, đó là đậm, chứ không phải. Khi có giặc không cần đến thì chúng ta đưa kinh hoạt, không có giặc thì chúng ta tập cho nó quen thôi, rồi chúng ta đừng tập nhiều mà phí sức. Còn triển khai tri kiến để hiểu biết, để hiểu biết, để sách, để sách tấm, để khích lệ làm chúng ta luôn luôn cảnh giác chiến đấu với giặc, giặc mọi mặt của nhân quả đang bao vây chúng ta. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta làm cái gì vậy? Mà có sự hiểu thì giặc không thể xâm chiếm chúng ta, bởi vì chúng ta không chờ nó, bởi vì chúng ta hiểu nó rồi, cho nên cái gì nó dụ chúng ta cũng không được. Chúng ta cho nên các con thấy khi mà Thánh Gandhi không chơi với người Anh, không mua đồ người Anh, không buôn bán với người Anh, không liên hệ với người Anh,
cuối cùng thì người anh phải rút chứ sao. Và đồng thời trước những cái giờ phút mà bất bạo động để không có mua bán giao thiệp với người anh, thì người anh phải tàn nhẫn dùng những lực lượng của mình đánh đập người anh tàn nhẫn. Trong khi đó người dân anh chỉ âm thầm chịu đựng những ba súng, những roi giọt, tất cả mọi sự tàn ác của người anh. Thế mà cuối cùng anh không đi thành công. Các con thấy, cho nên sự thành công ở trong sự tu tập của chúng ta trên tứ niệm xứ, trên tứ niệm xứ bất bạo động. Mà muốn bất bạo động thì chúng ta phải hiểu, không làm theo. Chẳng hạn bây giờ chúng ta trên tứ niệm xứ mà chúng ta có đủ lực thì chúng ta đẩy lui, mà chúng ta chưa đủ lực thì chúng ta gan dạ. Nó đánh gì vậy? Bây giờ ví dụ như thầy nhức cái đầu, thầy nói thọ là vô thường, cái đầu này phải đi, nhưng nó không đi. Phải không? Nó không đi. Cho nên vì vậy mà thầy chẳng sợ, thầy im lặng. Rồi thầy cũng bảo mày phải đi, tao nhất định là con đầu hàng mày. Rồi nó nhức đầu thì mình cứ bất bạo động, ngồi im lặng, nhất định là không sợ. Còn mình sợ là như thế nào? Chà, nhức đầu quá, có lẽ là bị não bộ gì đi, thôi đi bác sĩ coi đi, coi nó có hư cái đầu những gì không. Do đó là mấy con đã thua rồi. Còn ở đây chết. Với đây các con biết là các pháp đều vô thường, cái thân này cũng vô thường, có gì đâu mà quý trọng đâu. Càng sống trên thế gian này càng khổ chứ làm gì, càng bị nhân quả sanh. Cũng như bây giờ chúng ta sống trong đất nước này bị giặc cai trị, là một người dân ở trong nước này bị cai trị này, nó muốn bắt chúng ta, nó giết hồi nào giết, nó muốn bắt chúng ta, nó đánh đập hồi nào đánh đập, nó muốn bảo chúng ta làm cái gì chúng ta phải làm. Như vậy chúng ta có hạnh phúc không? Tốt hơn là chúng ta ra khỏi cái đất nước này đi, sung sướng gì đó. Hôm nay thầy giảng cái bài học bữa nay để biết cái lợi ích của nhân quả. Cho nên các con thấy như những cái bài ca nhạc, những cái bài thơ của Tố Hổ, của Lưu Hữu Phước xác động tinh thần của chúng ta chiến đấu vậy. Cho nên người thanh niên trong cái thời đại, trong thời đại đất nước bị cai trị, nhờ những cái lời thơ, nhờ những cái bài ca xác động tinh thần gì nữa, cho nên người thanh niên không hề sợ chết. Hôm nay thầy xác động tinh thần của mấy con chiến đấu giặc nhân quả. Nhưng thầy biết rằng trong chúng ta cũng có người đã hiểu, đã biết, đã quyết tâm, nhiệt tâm chiến đấu tận cùng với giặc sinh tử, với giặc nhân quả. Nhưng có người thì cũng có đầu hàng, chứ không phải. Thì nhìn đất nước của chúng ta trong chiến tranh thì có người đầu giặc chứ, nhưng mà cũng có người quyết định chết bỏ, người ta cũng vẫn chiến đấu tận cùng và hăng hái lên đường để bảo vệ quy. Thì chúng ta hôm nay cũng vậy, hăng hái lên đường để bảo vệ sự sinh tử, để bảo vệ sự sống của mình, để làm chủ sự sống của mình. Mà đây là sự lợi ích lớn cho bản thân của các thầy, của quý vị. Thầy là con người đã hoàn toàn được độc lập, đất nước thầy thanh bình. Thầy muốn chết là chết, muốn sống là sống, không có nhân quả nào sai thầy được. Cho nên thầy dám tuyên bố trước xuống khóa này mà thầy dạy mấy con mà tu tập không được, thầy sẽ ra đi và sách vở thầy đốt sạch, để lại cho đời sau làm gì? Không có người tu được, để lại cho người ta khổ. Thì người ta thứ đọc thấy hay được, người ta tu tập như thế này thì được những gì? Các con thấy được những gì đâu mà làm cho người ta khổ. Thầy nói đạo đức không làm khổ mình, khổ người, mà mình chịu đựng những cái đau khổ khi người ta chửi mình, mà mình cứ đau khổ đây mình không xả được, thì để đạo đức đó làm gì? Phải không? Sách của thầy để làm gì mấy con? Có ích lợi gì cho con người đâu mà để. Cho nên cái khóa này thầy đào tạo mấy con mà tu mà không được thì đốt sạch, không để một cái gì hết, để đời sau khổ. Thầy đi tìm nơi ẩn bấm, hoặc là thầy nhập diệt bỏ thành thầy không cần thiết. Đời này không có danh cái lợi gì hết, là toàn là đau khổ. Danh lợi chỉ là ảo tưởng để làm cho chúng ta đau khổ. Con người chạy theo danh lợi là con người đau khổ. Thầy nói thật, mấy con cứ suy tư, mấy con có gì đâu.